Thầy Park và Kiatisak đổi chỗ, vẹn cả đôi đường. FIFA báo tin vui, đội tuyển nữ Việt Nam nhận doping khủng tại World Cup. Thống kê đáng buồn của Quang Hải sau trận thắng trước Nîmes. Thầy Park và Kiatisak đổi chỗ, vẹn cả đôi đường. Sẽ thật sự thú vị nếu như ông Park Hang-seo và Kiatisak đổi chỗ vị trí thuyền trưởng tại đội tuyển Việt Nam và câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai trong thời gian sắp tới. Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai vừa có kết quả hòa không đều trong chuyến làm khách trước Đà Nẵng tại vòng 21 của V-League 2022. Đây là trận thứ 9 liên tiếp, Nguyễn Công Phượng và các đồng đội không thể giành được chiến thắng. Phong độ thất vọng khiến cho người hâm mộ phố núi cảm thấy sốt ruột và họ bắt đầu liên tưởng đến một cuộc cải tổ. Nhiều ý kiến mong muốn huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ đến để vực dậy đội chủ sân Pleiku khi mà chiến lược gia người Hàn Quốc đã quyết định chia tay Việt Nam sau AFF Cup 2022. Khi bầu Đức cầu cứu, nguyện vọng của một bộ phận người hâm mộ Hoàng Anh Gia Lai đó là hoàn toàn khả thi, nhất là khi ông bầu Đoàn Nguyễn Đức có mối quan hệ rất tốt với ông Park Hang-seo. Vị doanh nhân gốc Bình Định đã sang Tân Hàn Quốc để mang thầy Park đến bóng đá Việt Nam vào năm 2017 và nói không quá khi mà bầu Đức là người góp sức mang lại những thành công cho vị chiến lược gia sinh năm 1957 trong thời gian vừa qua. Giờ đây, nếu như Hoàng Anh Gia Lai cần thì nhà cầm quân 65 tuổi liệu có thể ngoảnh mặt làm ngơ? Huấn luyện viên Park Hang-seo quyết định chia tay với đội tuyển Việt Nam vì vấn đề sức khỏe, nhưng ông vẫn muốn gắn bó với giải đất hình chữ S bằng dự định mở trung tâm đào tạo bóng đá trẻ. Tuy nhiên, nếu như nhận được lời mời từ bầu Đức, thầy Park có lẽ sẽ suy nghĩ. Hơn nữa, tại Hoàng Anh Gia Lai vẫn còn rất nhiều học trò cưng của chiến lược gia người Hàn Quốc như là Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Tuấn Anh hay Lương Xuân Trường. Vậy nên, việc ông Park đến với phố núi không phải là câu chuyện viển vông. Và cuộc đổi chỗ thú vị. Thời điểm huấn luyện viên Park Hang-seo chia tay đội tuyển Việt Nam cũng là lúc mà vị thuyền trưởng Kiatisak Senamuang hết hạn hợp đồng cùng Hoàng Anh Gia Lai. Sẽ là một câu chuyện thú vị nếu như Di Cố Thái và ông thầy người Hàn Quốc đổi chỗ cho nhau tại vị trí thuyền trưởng. Trả lời báo chí thì bầu Đức khẳng định sẵn sàng để chiến lược gia sinh năm 1973 đến với những chiến binh sao vàng. Và nếu như Liên đoàn bóng đá Việt Nam ngỏ lời. Trên thực tế, huấn luyện viên trưởng Kiatisak có những đặc điểm phù hợp để dẫn dắt đội tuyển Việt Nam trong tương lai và ông hiểu biết sâu sắc về bóng đá và nền văn hóa của giải đất hình chữ S. Với tài năng đã được chứng minh trên băng ghế chỉ đạo, Di Cố Thái hoàn toàn có thể đưa những chiến binh sao vàng chinh phục nhiều đỉnh cao mới. Cuộc đổi chỗ thú vị giữa huấn luyện viên Park Hang-seo cùng Kiatisak chỉ đang dừng lại ở mức giả thuyết. Tuy vậy thì nó hoàn toàn có thể xảy ra bởi cả hai vị thuyền trưởng đều phù hợp với phong cách và lối chơi của đội tuyển Việt Nam lẫn Hoàng Anh Gia Lai. Và lại họ sẽ giúp tạo ra làn gió mới tích cực để góp phần làm cho bóng đá Việt Nam tiếp tục phát triển. Thầy Park và Kiatisak đổi chỗ, vẹn cả đôi đường. FIFA báo tin vui, đội tuyển nữ Việt Nam nhận doping khủng tại World Cup. Giá vé xem trực tiếp tại vòng chung kết World Cup 2023 là tương đối rẻ và điều này tạo điều kiện cho người hâm mộ đến cổ vũ cho đội tuyển nữ Việt Nam. Mới đây thì trang chủ FIFA đã công bố mở bán trực tuyến vé xem trực tiếp các trận đấu tại vòng chung kết World Cup 2023. Theo đó, các trận đấu không có sự góp mặt của hai nước chủ nhà Úc và New Zealand đều có mức giá khá dễ chịu với 20-80 đô la Úc cho người lớn và 10-40 đô la Úc cho một vé trẻ em. Theo đó, sẽ chỉ cần bỏ ra 20 đô la Úc tương đương với hơn 300.000 Việt Nam đồng là có thể tận mắt chứng kiến đội tuyển nữ Việt Nam tranh tài ở vòng chung kết World Cup 2023 và đây là mức giá rất dễ tiếp cận với đại đa số người dân đang sinh sống tại hai quốc gia diễn ra ngày hội bóng đá nữ lớn nhất thế giới là Úc và New Zealand. Úc và New Zealand đều là những nơi có khá đông người Việt sinh sống và vì thế mà viễn cảnh thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung đưa các cổ động viên nhà cổ vũ trực tiếp ngay tại sân vận động là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Đây sẽ là nguồn động viên tinh thần to lớn cho đội tuyển nữ Việt Nam tại vòng chung kết World Cup 2023. Đương nhiên, giá vé từ vòng 1/8 tứ kết và bán kết cũng như chung kết sẽ rất đắt dần lên, nhưng cũng sẽ chỉ dao động từ 60-120 đô la Úc một vé tùy theo khu vực chỗ ngồi. Tại trận tranh hạng 3 thì giá vé tối thiểu đã có thể góp mặt tại sân vận động cũng chỉ là 20 đô Úc, tương đương với những cuộc so tài ở vòng đấu bảng. Ngoài việc mở bán online thì trước đó nhiều ban tổ chức của vòng chung kết World Cup đã mở bán vé trực tiếp. Theo ghi nhận của báo chí địa phương thì thành phố Hamilton của New Zealand đã được một số lượng vé khá lớn chỉ trong ít ngày vừa qua và thành phố Hamilton sẽ tổ chức tổng cộng 7 trận đấu. Trong đó có cặp đấu giữa Việt Nam và đội thắng trong loạt trận play-off ngày 27 tháng 7. Để chuẩn bị cho vòng chung kết World Cup 2023, Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng lên kế hoạch để đội tuyển nữ Việt Nam sang nước chủ nhà New Zealand sớm, nhằm làm quen với thời tiết và khí hậu. Trước đó, thầy trò Mai Đức Chung có thể sẽ có chuyến tập huấn tại Đức để chuẩn bị cho giải đấu. Thống kê đáng buồn của Quang Hải sau trận thắng trước Nîmes. Trong khoảng gần 8 phút vào sân, Quang Hải không để lại bất kỳ một dấu ấn nào và phải nhận thống kê khá đáng buồn từ SofaScore.
Trong trận đấu giữa Pau FC và Nîmes ở vòng 13 của lịch tử, Quốc Hải tiếp tục được huấn luyện viên trưởng Thỏ Lót tung vào sân tại những phút cuối trận và kết thúc trận đấu. Pau FC có được chiến thắng 1-0 do công của Steven Bernat với một siêu phẩm được ghi tại phút 27. Quang Hải chỉ có khoảng 8 phút để thể hiện mình và chỉ duy nhất một lần được chạm vào bóng, đồng thời cũng tích cực tham gia hỗ trợ phòng ngự giúp đội nhà bảo toàn tỷ số. Quang Hải thậm chí còn trở thành cầu thủ duy nhất được vào sân mà không cựa được chấm điểm. Cụ thể dù cho điểm tất cả những cầu thủ có mặt trên sân trong trận Pau FC với Nîmes, nhưng SofaScore đã bỏ thống kê phần điểm số của Quang Hải. Cầu thủ được xếp cao nhất trận đấu này là Sylvester với 7,9 điểm, xếp thứ hai là người hùng Bernard với con số 7,7 điểm. Việc SofaScore không chấm điểm Quang Hải cũng dễ hiểu khi mà anh có quá ít thời gian chơi bóng trên sân trong trận đấu này. 3 điểm có được trước Nîmes giúp Pau FC vươn lên thứ 11 trên bảng xếp hạng với 17 điểm. Ở vòng đấu trước nữa thì vòng đấu thứ 11, Quang Hải đã lập công và ấn định trận hòa 2 đều trước Rodez. Nhìn chung Quang Hải chưa có quá nhiều đóng góp trong chuỗi trận ấn tượng của Pau. Và điều đáng khích lệ đối với tiền vệ này là huấn luyện viên Thỏ Lót và các đồng đội đều tin tưởng rằng anh có thể thi đấu nhiều hơn trong tương lai. Việc cần làm của Quang Hải giờ là tiếp tục tập luyện chăm chỉ và chờ đợi cũng như tận dụng cơ hội dành cho mình. Từ đầu mùa thì Quang Hải đã ra sân 10 trận, trong đấy có 2 lần đá chính. Anh chơi 248 phút ghi 1 bàn. Quang Hải là một trong 6 cầu thủ của Pau đã lập công từ đầu mùa.